xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Con nguyên tiên kính chào quý khán thính giả của đài IBC TV trên băng tần 18.12, 14.7 và 57.19. Trong chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp sẽ giảng về Kinh Tư Lượng. Kính mời quý khán thính giả lắng lòng theo dõi chương trình. Dạ, A Di Đà Phật, con kính chào Hòa Thượng ạ. A Di Đà Phật xin kính chào cô Nguyên Tiên và xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ. Dạ, thưa kính bạch Hòa Thượng, trong những chương trình Sống Đời Sống Phật trước đây, thầy đã giảng chia sẻ về Kinh Tư Lượng số 15. Hôm nay con kính xin Hòa Thượng giảng tiếp về nguyên nhân thứ 6 khiến mình bị cô lập. Khó nói đó là do phẫn nộ nên thốt ra những lời phẫn nộ. Sự không tốt đẹp của nguyên nhân này như thế nào, có trọng trọng lắm không Hòa Thượng? A Di Đà Phật, con cảm ơn Hòa Thượng ạ. Dạ, cảm ơn cô Nguyên Tiên. Dạ. Thì thưa quý vị, cái kết quả không tốt đẹp đối với cái nguyên nhân thứ 6 trong bài kinh Tư Lượng do tôn giả Đại Mục Kiền Liên thuyết giảng là một cái kết quả ở thời nói rằng là không tốt đẹp. Không tốt đẹp một cách rất là nghiêm trọng chứ không phải là bình thường lý do mà tôn giả Mục Kiền Liên đã nêu ra như là cô Nguyên Tiên khi nãy đã đề cập đó. Chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ. Chư hiền, tỳ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, trở thành một người mang tính khó nói. Bây giờ cứ lấy một cái thí dụ như bản thân chúng tôi đang bị phẫn nộ chi phối và thốt ra những cái lời nói đầy phẫn nộ, nào là chữ thề, nào là lấn nhục người khác, thì quý vị nghĩ sao? Cái hệ quả của nó có nghiêm trọng không? Mà tất nhiên là rất là nghiêm trọng. Lý do là vì nếu chúng tôi không có lòng tự trọng thì làm sao mà người khác có thể kính trọng tôi được? Nếu chúng tôi lấn nhục một cái vị đồng phạm hạnh, một cái người đồng tu, đồng đạo của mình, có thể chúng tôi kêu thằng này, thằng kia chữ thề, thì người ta làm sao có thể xem trầm cái nhân cách, cái đạo pháp của tôi. Cho nên nó chẳng những ảnh hưởng đến cái uy tín của cá nhân, mà nó còn ảnh hưởng đến cái uy tín chung của Phật giáo. Bởi vì người ta nhưng mà người ta thấy, ủa, sao ông thầy này ông tu hành mà ông anh nói du côn mất dạy còn hơn là những người bình thường ở ngoài đời. Từ đó họ sẽ đánh mất cái đức tin đối với Tăng Bảo. Cho nên nó sẽ đưa đến những cái hậu quả vô cùng xấu xa. Những người Phật tử cũng vậy. Nếu mà chúng ta bị phẫn nộ chi phối và nói lên những cái lời đầy phẫn nộ thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với uy tín cá nhân mà cả gia đình, dòng họ và tôn giáo của mình. Bởi vì người ta nói, ồ, tưởng đâu Phật giáo chú trọng về cái nhân cách, về cái lối sống đạo đức thánh thiện, mà không ngờ anh này hay là chị kia đã quy y Tam Bảo, đã giữ gìn năm giới mà còn phẫn nộ hơn là cái người bình thường. Chẳng những vậy mà thốt ra những cái lời nói đầy phẫn nộ.
dù vô tình hay cố ý, chúng ta đã tự mình đào hố để chôn đi cái uy tín của một cái tôn giáo có truyền thống lâu đời, được cả thế giới kính trọng. Vì như một số lần chúng tôi đã thưa, đạo Phật là đạo của hòa bình, đạo Phật là đạo của từ bi, đạo Phật là đạo của trí tuệ, đạo Phật là đạo của giải thoát. Cho nên khi chúng ta để cho sự phẫn nộ chi phối và thốt lên những lời nói đầy phẫn nộ, thì đó là một cái sai lầm. Chẳng những nội bộ không thể chấp nhận mà cả xã hội không ai có thể chấp nhận. Mình mang tội rất lớn đối với Tam Bảo, bởi vì mình đã hạ cái giá trị của ngôi Tam Bảo xuống một cái mức độ mà người ta có thể cho là dành cho những kẻ thất học. Thì ai trong chúng ta cũng có thể nói những cái lời hung ác dễ dàng, một cái người chăn bò cũng có thể nói những cái lời phẫn nộ một cách rất là dễ dàng. Chuyện đó rất là bình thường. Nhưng là bậc trí, nhất là những người xuất gia phàm hạnh, đi theo cuốn đường thánh thiện, cuốn đường cao cả thiêng liêng mà Đức Phật đã vạch ra, mà nếu mà để cho cái tâm phẫn nộ chi phối rồi nó thốt lên những cái lời phẫn nộ như vậy, thì mình tự biến mình trở thành những kẻ bất xứng. Mà tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng là khó nói, bị những người đồng phạm hạnh tránh xa, không tin tưởng và không giáo huấn, giống như mình bị mặc tận, mình bị cô lập, và mình tự cô lập hóa chính mình bằng cái tâm thức phẫn nộ và thốt ra những cái lời nói phẫn nộ. Thì thú vị, trong cái thời đại của chúng ta gần đây không thiếu những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà do không được nhắc nhở, hoặc giả là thiếu cái sự tu học, không có bồi dưỡng đời sống tâm linh của mình, cho nên cứ để cái sự phẫn nộ nó chiếm ngự tâm thức. Và khi mà đụng sự, nó là một cái loại tùy miên, nó ngủ ngầm ở trong tâm. Khi mà gặp việc thì nó bùng phát lên như là một cái cơn bão dữ, mình không thể tự chế được. Thành hình mình thốt ra những cái lời nói hành học, những cái lời nói mà nó cho thấy là đó không phải là cái nhân cách của một cái người xuất gia, hoặc giả là của một cái người Phật tử. Chưa nói đến cái việc mà làm tổn thương đến cái uy tín chung của Phật giáo, mà nó còn xúc phạm đến những cái đối tượng khác, và cụ thể là những người gần gũi của chúng ta. Và tất cả những cái cuộc chiến xảy ra, như Đức Phật đã dạy, trước hết là bằng vũ khí của miệng lưỡi, sau đó thì bằng những cái loại vũ khí như là cung, tên, dao, kiếm. Và ngày hôm nay thì không còn là dao, là kiếm, là gậy, mà là những cái loại vũ khí nguyên tử, những cái loại vũ khí sinh trình trùng hợp, rất rất là nguy hiểm, cũng xuất phát từ cái tâm phẫn nộ của mình. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên nói rằng là những ai không có chế ngự được tâm phẫn nộ, để cho sự phẫn nộ chi phối và thốt ra những lời phẫn nộ, thì những người đó là những kẻ cứng đầu cứng cổ, bất trị, không có xứng đáng để tin cậy cũng như là giáo huấn. Chúng tôi có nghe nói là có một cái vị hòa thượng nào đó ở Santa Ana mà kêu những cái vị hòa thượng khác bằng thằng thằng này thằng kia, làm cho quần chúng họ rất là khinh thường. Và do mình không tự biết, mình cứ nghĩ ô mình nói như vậy là mình bề trên, mình muốn phán cái gì mình phán như là một ông trời con. Quần chúng họ không có nói thẳng, nhưng mà khi mà nghe những cái lời nói như vậy là họ sẽ đánh giá thấp cái tư cách của mình. Nếu mà chúng tôi mà kêu một cái vị đồng phạm nào đó thằng này thằng kia, thì chắc chắn là người ta cũng sẽ khinh chê, và người ta cho rằng là tôi là một cái kẻ thất học. Thì cái đó là cái điều mà tôn giả Mục Kiền Liên đã thuyết giảng và nhắc nhở mỗi chúng ta, dù là tu sĩ hay là Phật tử tại gia, cũng phải
thận trọng cái lời nói của mình, cũng phải kiềm chế, phải làm thế nào điều phục tâm thức của mình, chớ để cho tâm thức của mình phẫn nộ và thốt ra những cái lời nói đầy phẫn nộ. Nếu mà chúng ta rơi vào cái trường hợp đó thì theo tôn giả Mục Kiền Liên, đó là những cái bất thiện pháp, đó là những cái thói xấu, những cái tật hư mà rất đáng để không được tin tưởng cũng như là giáo huấn. Dạ. Dạ, yeah, con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, yeah, thưa Bạch Hòa Thượng, về thiên nguyên nhân thứ bảy khiến mình trở thành người khó nói, theo như lời dạy của Ngài Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thì chính là cái sự chống đối những người mà cự tội mình. Thì xin Hòa Thượng hoan hỷ giải thích về nguyên nhân này ạ. A Di Đà Phật. Cảm ơn Nguyên Tiên. Thưa quý vị, cái nguyên nhân thứ bảy mà tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã nêu ra đó là khi một vị tỳ kheo thỉnh cầu đại chúng nêu lên những cái sai lầm, cái tội lỗi của mình, cụ thể như trong những cái khóa an cư kiết hạ sau 3 tháng thì giả là nếu an cư ngắn hạn 10 ngày, 7 ngày do phương tiện thiền giáo vì cái điều kiện địa dư quá rộng, nhân sự thưa thớt mà Phật sự thì quá nhiều, cho nên nó phải an cư ngắn hạn. Mà sau khóa an cư ngắn hạn hay là dài hạn 3 tháng, chư Tăng đều cử hành lễ tự tứ. Trong cái lễ tự tứ đó, hai người quỳ đối diện nhau và thỉnh cầu người đối diện và đại chúng nêu những cái tội rất có thể thấy, nghe hoặc là nghi ngờ mình có tội, nêu lên để mình thấy nếu mà cái điều đó đúng thì mình như pháp sám hối, chứ mình không có chống đối, mình không phản đối. Nếu mà mình phản đối, mình chống đối thì mình trở thành những cái người ngoan cố, mình tự mình không có thấy được. Và sống chung với nhau trong thời gian 3 tháng hay là một cái thời gian ngắn hơn, cùng tu cùng học, thì những bạn đồng tu chẳng khác nào như là những cái tấm gương phản ảnh để mình thấy rõ những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động của mình đó, nó chưa thật sự tốt đẹp. Nhờ họ chỉ giáo mà mình có thể thấy những cái sai lầm đó. Do vậy mà mình phải phát lộ ăn năn sám hối, chứ không thể vì khi mà họ cử tội mà mình phản đối, mình chống như vậy thì cái đó không phải là cái cách sống của những người xuất gia. Thưa quý vị đó, ngày hôm nay tất cả những cái đại học giả trên thế giới đều công nhận rằng là tăng đoàn là một lối sống tiêu biểu cho cái mô hình dân chủ lâu đời nhất hiện nay trên thế giới. Cái sinh hoạt của tăng đoàn là một cái mô hình tiêu biểu cho những cái thể chế dân chủ lâu đời nhất trên thế giới hiện nay. Cho nên mình cần phải bảo lưu và phát huy cái truyền thống đặc hữu này. Cho nên khi chúng ta được một ai cử tội vì cái tấm lòng từ bi, vì cái tâm bi mẫn để giúp cho chúng ta nhìn thấy được những cái sai lầm của mình mà sám hối, mà sửa đổi, thì thay vì chống đối, chúng ta hãy hết lòng thâm tạ, xem họ như là một bậc thầy lớn của mình. Nhờ họ mà chúng ta có thể tu sửa, biến mình trở thành những người
xấu xa, những người không cao thượng, không thánh thiện, trở thành những người cao thượng, thánh thiện, tuyệt đối không được chống đối. Đó là những gì mà chúng ta học được từ bài kinh Tư Lượng số 15 trong 152 kinh của Trung Bộ Kinh. Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, về thì theo Hòa Thượng, thì tại sao khi mà mình thỉnh cầu người khác cử tội mình, mà vậy thì mình khi mà họ đã từ bi nêu ra những cái sai lầm của mình để giúp mình sửa sai, thì mình lại chống đối những cái ý kiến của người đó, thì như vậy có đúng không ạ? Và xin Thầy chỉ dạy thêm ạ. Dạ, cảm ơn cô. Cái đó là hoàn toàn sai. Cái đó là đã đánh mất đi cái lương thức, không có cái ý thức trách nhiệm đối với tự thân và tha nhân, nhất là đối với cái nếp sống phạm hạnh của một tu sĩ hay giả là một Phật tử. Và đây cũng chính là cái lý do tại sao mà Tôn giả Đại Mục Kiền Liên đã nhắc nhở là khi mà người ta cử tội mình, trong cái tinh thần từ bi vị tha vô ngã, trên cái tinh thần của hiểu biết và thương yêu, họ muốn xây dựng mình, giúp mình trở thành những người tốt, thì không có lý do gì để chống đối. Phải học cái hành lắng nghe. Ngài còn có nêu một số những cái nguyên nhân khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ, nhưng mà lý do mà vì đó chống đối cái người thương xót cử tội mình là vì cái ngã của họ quá lớn. Cho nên khi có ai đụng đến thì họ tự ái, họ phản đối, họ có những cái thái độ ương ngạnh, vân 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 vân. Thì cái điều đó nó không phù hợp với cái cung cách của những người tu sĩ cũng như là cái cung cách của những người Phật tử thuần thành đúng nghĩa. Dạ. Dạ, con kính cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, thưa Bạch Hòa Thượng, vậy thì thái độ chỉ trích những người cử tội mình đã khiến cho mình trở thành người khó nói và bị cô lập. Như thế thì Ngài Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát chỉ dạy, thì theo Thầy hệ quả của thái độ này là như thế nào ạ? Dạ, cảm ơn Nguồn Huyền Tiên. Cái hệ quả của nó rất là nghiêm trọng. Nó chẳng những không giúp cho mình có được những cái thuần duyên để thăng tiến, mà nó còn là một cái trở lực rất lớn cho cái nếp sống lục hòa của tăng đồ, cũng như là cho cái sự sinh hoạt của một tổ chức hay là một cái phạm vi nhỏ hơn, đó là gia đình. Cứ lấy một cái thí dụ, khi mà trong gia đình của chúng ta có một ai đó vì vô tình hay cố ý làm những cái điều nó không đúng với những cái nguyên tắc chung mà gia đình đã đồng thuận. Khi có một ai đó trong gia đình, một thành viên trong gia đình nhắc nhở, nói rằng anh làm cái điều này nó không có phù hợp, nó sẽ mang lại nhiều cái khó khăn, hay giả là nó sẽ tạo ra nhiều cái nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của lứa đôi cũng như là cái tương lai của con cái, mình không có lắng nghe. Mà ngược lại mình chỉ trích, mình không có cái thái độ học hỏi để tu sửa, mà mình mang cái tâm hiềm hận để mình chỉ trích cái người mà đã hết lòng thương yêu, góp ý để giúp cho mình cải thiện những cái điều mà vốn dĩ nó sẽ đưa dẫn đến những cái hậu quả hết sức là tốt tâm. Cụ thể là khi mà ngồi trong một cái mâm cơm
mà không giữ cái hòa khí để tạo một cái không khí đầm ấm trong gia đình. Kể cả một cái đứa con nào đó cứ đánh game hoặc giả là text chat trong lúc ăn cơm mà không quan tâm gì đến những người chung quanh, hoặc giả là nó ăn lua lấu, anh không có lịch sự, không có đàng hoàng. Một ai đó vì muốn xây dựng cho nên nhắc nhở con phải ngồi ăn cho nó đàng hoàng chút, con không có nên vô lễ vô phép, không có được hỗn hào. Làm như vậy là có ba mẹ, có ông bà ở đây mà con làm vậy thì nó vô lễ lắm. Họ không nghe nhưng mà họ lại chỉ trích lại. Cái đó là cô Nguyên Tiên thấy đúng không, hay là nó đưa dẫn đến một cái hậu quả như thế nào, cô nghĩ sao ạ? Dạ thưa Hòa Thượng, thật sự những đứa nhỏ đó thì khi mà bị lá như vậy thì thứ nhất là sẽ phản kháng hoặc là không có nghe theo, hoặc những đứa nhỏ mà biết nghe lời thì sẽ rất là tốt và biết lắng nghe thì nó sẽ trở thành một người tốt sau này hơn là những đứa trẻ mà cãi bướng lại hoặc là không chịu nghe lời. Cho nên mình làm người cha, làm người mẹ thì mình cố gắng dạy con khi từ bé đó. Cảm ơn Hòa Thượng. Thưa Bạch Hòa Thượng, tiếp theo chương trình xin Hòa Thượng diễn giải dạy cho chúng con thêm về vấn đề là khi mà người khác cử tội mình thì chúng ta có quyền chất vấn người cử tội đó hay không, và lý do tại sao ạ? Cảm ơn Hòa Thượng. Chí Đạo Phật, cảm ơn cô. Nếu mà chúng ta chất vấn cái người vì lòng từ bi và do sự thỉnh cầu của chúng ta để cử tội chúng ta mà chúng ta là chất vấn họ thì cái điều đó rõ ràng là không nên, mà không đúng với cái tinh thần của giới luật, nó không đúng với cái tinh thần của phép từ tứ. Cho nên là khi mà chúng ta được cử tội thì chúng ta phải hết lòng thâm tạ, bày tỏ cái sự biết ơn của mình cũng như là ăn năn sám hối, để làm thế nào những cái điều mà mình làm không đúng, những cái lời mà mình nói hoàn toàn sai, nó sẽ không bị tái diễn. Và chỉ có như vậy thì mỗi ngày mình mới tự thanh hoa, mình mới thăng tiến đối với cái lý tưởng mà mình đang tôn thờ. Và chỉ có như thế thì mình mới có khả năng để thành tựu một cách viên mãn những cái ước nguyện lớn mà mình đã và đang ấp ủ. Con kính cảm ơn Hòa Thượng. Thưa rất tiếc là thời lượng chương trình đến đây đã hết. Chúng con kính cảm ơn quý khán thính giả đã lắng lòng theo dõi chương trình trong những giây phút vừa qua. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp hay những câu hỏi Phật Pháp gửi về cho chương trình Sống Đời Sống Phật, xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Đường Ngự và Chùa Diệu Pháp với số điện thoại hiện trên màn hình. Cũng như quý vị có thể theo dõi chương trình đều đặn và cập nhật mới nhất những cái show của chương trình Sống Đời Sống Phật, xin quý vị vào YouTube channel IBC TV để cập nhật được tốt hơn. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc. Kính chúc Hòa Thượng được pháp thể khinh an. Cảm ơn Hòa Thượng. Cảm ơn cô. Kính chúc cô cũng như quý khán thính giả phước huệ trang nghiêm, vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật tuy khác màu.